Xin chào các bác nhé. Đây, dưa lê xanh hay còn gọi là dưa lê đường, hàng Thái Lan, hàng 3 chữ A đây. Một gói nguyên bao bì của người ta như thế này. Một gói này được 20 hàng các bác ơi. Ăn trồng dưa lê này thì ngon, ngọt, vỏ mỏng, ăn giòn. Rất là mỏng và ăn thì rất là ngon. Hàng ba chúng ta các bạn.